我哪没记啊？你哪没出的啊？一直都有来。一行了。我还觉得这一行忙了，累了，哎，不累了。辛苦了。天哪，啷个打你嘞？你讲了，八点来个，点车一下，那个。这个你咋办？我去银行哎，啊去医院的，八点安ở với tiền xe mà, còn tiền là. Ở đây, ở đây có xí một phá. Ở đây chính riêng. Nào là tiền được à? Hả? Nào là tiền được. Ờ, các bác sĩ hả chẳng có tiền hả? Đi tiền, đi tiền.Thế bên này là ít. Ít quen mình. Ê, Hà Nội về. Thế là có điều kiện nhà người ta cũng thích vậy thì kệ người ta không có sống cách khác nhau. Nhà mình sống kiểu người ta xây nhà to rồi cao rồi ở. Hai cũng khác đấy. Nhưng họ không quan trọng ở đây mấy. Nhà sống một kiểu áp đặt của nhà mình nhà họ ra được. Người đồng xuân hết trách nhiệm nó làm rồi.Đỡ cái nhiệm gì? Lúc mà có việc gì thì cũng phải no cho con. Thế rồi. Vậy thôi. Bao giờ cũng mà đến lúc xuống lỗ. Đấy, thì bố mẹ mình thôi chứ ai sang. Lấy chồng, lấy vợ, con cái hết gia đình riêng rồi mà vẫn phải no rồi tìm đến tổ vỡ mà gì tổ vỡ là không tìm bơm như nào chuyên ngay bơm như nào sáng không có tổ vỡ là không có tổ vỡ